Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đó là niềm vui chúng ta có được khi chúng ta phục vụ Chúa. Khi chúng ta thấy nhiều cuộc đời được chữa lành, được phục hồi, được nhấc lên, chúng ta có thể mất ngủ cả một đêm. Bởi vì tình yêu của Ngài đối với chúng ta quá lớn, lớn lắm ông bạn chị, không thể tưởng tượng được Chúa yêu con người như thế nào. Cho nên trong Kinh Thánh thấy Chúa nói: ta đau khổ khi dân sự của ta đau khổ. Chúa khóc khi cuộc đời chúng ta khóc. Chúa vui khi chúng ta vui. Chúa buồn khi chúng ta buồn. Linh hồn của Ngài gắn liền với những tâm sự của chúng ta. Cho nên khi chúng tôi nghĩ về những điều đó anh chị, chúng ta không thể nào mà không yêu Chúa, không thể nào mà không phục vụ Chúa. Rất là diệu kỳ, rất là diệu kỳ. Cho nên buổi sáng hôm nay đó, tôi có vài lời để nói với hội thánh cùng như tất cả những anh em ở trên livestream. Chúng ta hãy gắn cuộc sống của mình với Chúa. Đó là một cuộc sống ý nghĩa nhất chúng ta có thể có trên đất này. Ngoài Chúa Giê-xu ra chỉ là sa mạc hoang vắng mà thôi. Dù chúng ta có làm được hay đạt được bất kỳ thành tựu gì trên đất này, nó cũng chỉ là bong bóng xà phòng mà thôi. Nó sẽ nổ đi một ngày nào đó, nó sẽ tàn đi một ngày nào đó. Nhưng bất kỳ ai được đồng hành cùng Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời. Dạ, khi tôi ngẫm về điều này, tôi rất lấy làm hân hạnh, rất lấy làm khích lệ khi nhìn thấy chính mình cũng như cuộc đời của những ai đó đang ngày đêm để gắn kết, để phục vụ Chúa. Và tôi cũng thường nhận được câu hỏi: làm sao để cho cuộc đời mình đi với Chúa được kết quả, được thành công? Làm sao để cho cái bông trái của mình được phát triển và sinh ra quả ngọt có thể giúp đỡ được nhiều cuộc đời? Tôi nghĩ đây cũng là trăn trở của rất nhiều ông bà anh chị em và nhiều người khác nữa. Dù họ có niềm tin ở bất cứ nơi đâu thì đây cũng là điều trăn trở trong cuộc đời của mỗi một con người. Có người thì cho rằng để thành công, để đạt được kết quả, mình phải nỗ lực hết sức mình. Người khác thì cho rằng phải hết sức có đam mê, đeo đuổi ước mơ. Người thì cho rằng cần phải học hỏi không ngừng, nỗ lực không ngừng, dành tất cả tâm huyết sức lực cho tất cả những việc gì mà mình cần làm. Tôi nghĩ điều đó không sai, rất là cần, nhưng chưa đủ đâu anh chị em. Tôi nghiệm lại thấy rằng có những người giỏi nhưng mà luôn thất bại. Có những người học cao, rất cao, bằng tiến sĩ nhưng mà tìm việc mãi không được. Không ạ. Có những người nỗ lực đam mê hết sức mình nhưng mà cũng không đạt được điều mình ước muốn. Vậy thì chìa khóa ở đâu? Khi tôi suy ngẫm thêm về điều này thì tôi thấy có thêm một câu trả lời nữa, rất đơn giản, hết sức đơn giản, nhưng mà nó cũng là đúng nhất. Đó là như thế này: chúng ta hãy nhận biết Đức Chúa Trời chúng ta đang muốn làm gì và hãy lao vào cái điều mà Đức Chúa Trời đang làm. Chúng ta hãy lao vào cái điều mà Chúa đang làm, Chúa đang muốn làm, và chúng ta hãy cùng Ngài làm việc. Và điều này nó khiến cho chúng ta thành công và kết quả. Tôi nghiệm lại như nãy câu chuyện nãy tôi kể, ví dụ như những gì Chúa làm hội thánh nhà muôn dân. Từ một nhóm nhỏ con người, 5-3 người, để bây giờ tất cả anh chị em, ít nhất là trên quê hương Việt Nam chúng ta, đều biết đến hội thánh để tìm đến và thấy được công việc Chúa làm. Câu hỏi là: có phải chúng tôi tài năng không? Không. Có phải chúng tôi thức đêm thức hôm không? Không. Có phải chúng tôi là triệu phú, tỷ phú, có ảnh hưởng nhiều trên xã hội này không? Không. Có phải chúng tôi là những người có quyền lực ở trong xã hội này theo ý nghĩa con người không? Cũng không. Thế thì câu trả lời ở đâu? Rất đơn giản thôi. Đó là bởi vì Chúa muốn dựng lên một hội thánh để giúp đỡ dân tộc chúng ta. Và khi chúng tôi nhận ra điều này, chúng tôi lao vào, chúng tôi quỳ gối, chúng tôi nói: Chúa ơi, Ngài làm cho con ké một chút với. Thế là mình, anh ké Đức Chúa Trời,
Nhìn thấy không ạ? Đó là cái bí quyết. Cho nên khi mà Chúa muốn làm điều gì thì không ai cản được Ngài cả, đúng không ạ? Khi Chúa muốn làm gì thì Ngài cung ứng cho điều đó. Khi Chúa muốn làm gì thì Ngài chiến đấu cho điều đó, Ngài bảo vệ điều đó, Ngài sai thiên sứ, Ngài đi trước để ủng hộ những con người làm những việc đó. Anh em thấy làm việc như thế sướng không? Cho nên tôi nghĩ rằng những người thành công nhất trên đời này, kết quả nhất trên đời này là người làm việc cùng với Đức Chúa Trời. Amen chứ em? Bí quyết nó chỗ đó. Vì vậy mỗi một anh em mình ngồi đây cần phải học cách để nhạy bén, cần phải học cách để có thể nhận biết được Chúa đang muốn làm gì. Đó là chìa khóa. Đôi khi Chúa muốn làm mà mình không biết, hoặc đôi khi Chúa làm nhưng mà vì lý do A, B, C, D mình không chịu làm cùng Ngài. Rất nhiều thứ đã cản trở chúng ta. Cho nên con người mỗi chúng ta anh chị em, mình sống trong hai cái cõi, một cõi tự nhiên và một cõi siêu nhiên, đúng không ạ? Khi chúng ta được tái sanh, chúng ta sống trong hai cõi cùng một lúc. Lúc anh em chưa được tái sanh, anh em chỉ sống trong cõi tự nhiên thôi. Rồi chạm mắt mũi ngửi hít. Nhưng mà khi anh em được tái sanh, anh em sống thêm trong một cõi nữa, tôi gọi là cõi linh, cõi siêu nhiên. Trong cõi linh, trong cõi tự nhiên thì có mặt trời, mặt trăng để soi sáng mình, các ánh sao, đèn điện này để soi sáng mình. Nếu trong căn phòng này đóng kín toàn bộ các cửa, tắt hết mọi ngọn điện, tôi đố anh chị em đi mà không bắt, chắc chắn phải bắt đầu, phải tán vô cây cột kia mấy lần, đúng không? Ghế đồ, bàn đồ ngã lung tung hết, đúng không? Thì cũng như vậy, ở trong cõi siêu nhiên, chúng ta muốn đi, muốn biết, phải có ánh sáng, phải có ánh sáng. Anh em đọc trong Ê-sai chương 60 câu 2 chép như thế này: này, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân. Nghĩa là ở trong cõi linh hiện nay là một cõi tối tăm. Vì sự sa ngã của loài người, ánh sáng và vinh quang của Chúa đã tắt. Nếu Chúa mở mắt thuộc linh cho anh chị em, anh chị em sẽ thấy trái đất này được bao phủ bởi một màn tối tăm của quỷ sứ. Quỷ sứ. Và có người đó, người ta được có tôi tới Chúa, được Đức Chúa Trời khải thị cho điều này ở trong linh. Khi ông sống ở trong linh mà ông thoát ra rồi đó, thì anh chị em biết vị đó kể như thế nào không? Khi thoát ra khỏi thân thể mà ở trong linh thì trên trái đất này hôi hám tối tăm vô cùng. Nó thối tha đến mức độ y như là anh em, nhà anh em mà ở cạnh một cái bô rác vậy đó. Anh em đã bao giờ ở cạnh bô rác chưa? Tôi ở mấy năm rồi. Nó thối thôi rồi, nó thối ngày, thối đêm. Nó thối mà anh chị em không muốn ngửi cũng không được. Nhất là lúc trời mưa xuống một cái, nó bốc lên thì thôi rồi. Ăn bữa cơm là phải đóng kín cửa, bật máy lạnh lên mới nuốt nổi. Đó, cái thế giới hôm nay chúng ta đang sống trong cõi linh là một thế giới hôi hám, tối tăm, đen tối, u ám. Và khổ một điều, khi tâm linh chúng ta chết, chúng ta không nhận ra điều đó. Con người chết thì không biết thối tha thơm tho gì cả, chỉ con người sống mới biết. Nhưng chúng ta là người tái sanh, chúng ta đang ở trong cõi linh mà cõi đó đầy sự tối tăm. Anh chị em à, mình muốn đi, muốn thành công, muốn hành động cùng Đức Chúa Trời, chúng ta phải có ánh sáng, phải có ánh sáng, phải có ngọn đèn của Chúa. Và Kinh Thánh chép rằng tiếp theo của câu 2 đó là gì? Xong Đức Giê-hô-va đã dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài đã tỏ rạng trên ngươi. Tôi vọng bạn cho em khác xa người ngồi kia, bởi vì tôi vọng bạn cho em đang có ánh sáng của Chúa trên người của mình trong cõi linh. Đó là chỗ khác biệt. Chúng ta không quờ quạng trong bóng tối như người ngồi kia, nhưng chúng ta có ánh sáng. Vinh quang của Chúa là ánh sáng duy nhất cho mỗi con cái Chúa trong cõi linh. Thiếu vinh quang của Chúa, lập tức chúng ta sẽ quờ quạng trong bóng tối liền. Đó là lý do tại sao khi con cái Chúa mà sa ngã sống trong tội lỗi, lập tức cuộc đời đầy rối rắm liền, bối rối liền. Tất cả mọi thứ đều băng hỏi hết liền. Anh em để ý sẽ thấy.
Cho nên sứ đồ Phi-rơ nói sao? Số phận của cái người bội đạo, tức là sa ngã đó, nó còn tệ hơn khi chưa biết Chúa. Tệ lắm. Bởi vì mình không còn lối thoát, mà kẻ thù lại quay quanh tứ phía nữa. Rất là nguy hiểm anh chị em ha. Cho nên vinh quang của Chúa sẽ chỉ lối soi đường và khiến cho chúng ta bước đi không vấp ngã. Cái hình ảnh này nó đã được Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta trong Cựu Ước anh chị em ạ. Nếu anh chị em đọc trong Lê Vi Ký chương 6 câu 13, anh chị em sẽ thấy lửa phải hằng cháy luôn trên bàn thờ chẳng nên tắt. Anh chị em thấy bàn thờ của Chúa trong thời Cựu Ước ấy, nó có một ngọn đèn, và ngọn đèn đó phải được thắp sáng luôn, không bao giờ được tắt. Đây là hình ảnh của tâm linh chúng ta. Tâm linh chúng ta phải chiếu rọi vinh quang của Chúa. Chúng ta phải nhạy bén để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của Chúa luôn luôn. Ngày nào mà anh chị em tắt ngọn đèn này, anh chị em mình sẽ bị vờ hoàng. Sứ đồ Phao-lô cũng một lẽ đó. Cho nên ông cầu nguyện cho các sứ đồ, các tín đồ ở Vê-sô trong Ê-sô chương 1 câu 19 là: xin Chúa soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho được biết. Khi anh em được soi sáng, anh em sẽ biết. Ánh sáng của Chúa giúp chúng ta biết. Ánh sáng tự nhiên này giúp chúng ta biết. Biết cái gì? Cái lò nó ở đây, cái ghế nó ở kia, cái tường ở này, góc cột ở kia, mà chúng ta không tán vào đó, có đúng không? Thì ánh sáng trong tâm linh giúp chúng ta biết, biết Chúa, biết Ngài dẫn dắt chúng ta thế nào, biết niềm trông cậy chúng ta có ở trong Chúa như thế nào, biết quyền năng của Ngài hành động ở trong ta như thế nào, biết tình yêu Ngài dành cho chúng ta lớn đến giường nào, biết sự thành tín của Ngài là cao đến giường nào. Ánh sáng của Ngài soi cho chúng ta biết, anh chị em ạ. Cái này nó quan trọng lắm. Và anh chị em có bao giờ mình đứng trước những cái hoàn cảnh hay là những cái tình huống mà đưa ra những cái quyết định khó khăn chưa, trong cuộc sống mình chưa? Giống như anh chị em đứng trên ngã ba đường chẳng hạn như thế này. Các bạn trẻ thì đôi khi đứng trước quyết định không à, học xong lớp 12 rồi thì có thể hỏi bây giờ tôi nên đi thi đại học hay tôi đi chọn học nghề đây. Đây cũng là một quyết định khó khăn. Hoặc là anh em có chuyện gì đó thì anh em mới suy nghĩ là bây giờ tôi nên chuyển nhà đi thành phố khác hay không đây, quyết định hay không đây. Hoặc là những người chưa biết Chúa thì có thể là bây giờ mình sắp lập gia đình rồi, có nên đi coi ông thầy bói không? Đây cũng là một quyết định. Nhiều khi ông thầy bói ông phán cái là về trả cái đám cưới nào luôn. Đây thường có chứ không phải không có. Phụ thuộc vào rất nhiều về điều đó không? Hoặc là tôi có nên lập gia đình với người này hay không? Tôi có nên phục vụ Chúa trọn thời gian hay không? Rất là nhiều những câu hỏi đó thường xuyên xuất hiện trong cái cuộc sống của mình. Và đứng trước những quyết định này đôi lúc khiến anh chị em mình bối rối, không biết đâu đúng đâu sai. Bởi vì những cái chuyện tôi vừa nói nó không có ghi trong Kinh Thánh, à đúng không? Trong Kinh Thánh có ghi chỗ nào là anh em nên học nghề hay là đi thi đại học không? Kinh Thánh có cái chỗ nào ghi rằng là tôi nên lập gia đình với người này mà không phải với người kia không? Không luôn. Có những thứ mà Kinh Thánh không có ghi. Cho nên vấn đề ở chỗ là chúng ta phải biết ra những cái quyết định, và những cái quyết định đó nó phải đúng, đúng không? Đôi khi mình đâu có biết đâu đúng đâu sai, đâu tốt đâu là tốt hơn. Là con cái của Chúa thì anh chị em cần ánh sáng của Chúa để dẫn dắt mình trong những tình huống như thế này. Và anh chị em biết không, có người nói đó, cái tương lai của chúng ta nó phụ thuộc vào cái quyết định chúng ta làm hôm nay. Hôm nay mình quyết định gì thì ngày mai nó sẽ thể hiện ra. Hôm nay mình có những quyết định đúng thì cuộc đời mình trong tương lai sẽ đầy kết quả. Và như nãy tôi nói, quyết định đúng nhất là quyết định theo ý của Chúa. Có đúng không anh chị em? Đó là quyết định đúng nhất. Vì vậy đó anh chị em à, Chúa luôn luôn dẫn dắt con cái của Ngài. Chúng ta là người tái sanh, chúng ta hãy tin rằng Chúa dẫn dắt mình. Anh chị em đừng có nghĩ rằng là Chúa chỉ dẫn dắt mình khi mà mình thấy điện chạy trong người, lửa nóng lên. Không phải đâu. Chúa dẫn dắt chúng ta một cách âm thầm, Chúa dẫn dắt chúng ta một cách nó tự nhiên, nhưng mà nó có cái tính siêu nhiên. Anh em đang sống bình thường, nhưng mà thật sự nếu anh em là con cái của Chúa, Chúa đang dẫn dắt anh em đó.
Kinh Thánh chép trong Roma chương 8 anh chị em đọc để ý thấy phải không ạ? Mỗi con cái của Ngài đều có Thánh Linh Ngài dẫn dắt. Cứ dẫn dắt mình. Hãy tin đi. Ví dụ như trong Ê-sai chương 30 câu 21 nè, khi các ngươi xê dịch qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe cái tiếng đằng sau mình rằng này là đường đây, hãy noi theo. Trước những cái quyết định nào đó, có thể anh chị em bắt đầu bị xê dịch khỏi đường lối của Ngài rồi, thì tự nhiên trong lương tâm anh em có một sự nhắc nhở: con ơi, sai rồi. Và anh em cảm thấy nó hơi bất an một chút, cảm thấy nó hơi bị lo lắng một tí, hãy coi lại, phải không ạ? Có tiếng nói đó. Ê-sai 58 câu 11 thì chép như thế này: Đức Giê-va sẽ cứu dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối chẳng hề khô. Chúa sẽ dẫn dắt mình. Học Thi Thiên 25 câu 9: Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ, cách chánh trực chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. Chúa dạy không anh em? Thi Thiên 32 câu 8 thì chép: Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Hoặc là trong Tân Ước đi, thì Dân 16 câu 13 chép: Lúc nào thần lễ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn ngươi vào mọi lễ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ cho các ngươi những sự sẽ đến. Đó là sự dẫn dắt của Chúa, và tôi tin rằng anh chị em mình phải tin. Phải tin rằng Chúa đang dẫn dắt mình. Chắc có lẽ anh chị em sẽ hỏi một câu hỏi: làm thế nào để tôi có thể sống trong sự dẫn dắt của Chúa? Làm thế nào để tôi sống trong sự dẫn dắt của Chúa? Không ạ? Và nếu như Chúa đã dẫn dắt mình, chắc chắn cuộc đời mình phải kết quả và thành công chứ. Có đúng không ạ? Chắc chắn cuộc đời mình sẽ đắc thắng chứ. Dù có nhiều ngăn trở, dù có nhiều những vấn đề, những khó khăn đang xảy ra, nhưng mà bên trong mình phải có những nội lực, phải có những đức tin mạnh mẽ để thắng những sự đó chứ. Nếu Chúa thực sự dẫn dắt chúng ta thì chúng ta không thể ngồi một góc rầu rĩ khóc lóc được. Chúng ta không thể sống trong tuyệt vọng đau khổ được. Chúng ta không thể sống than vãn mỗi ngày được. Một người nói rằng ô Chúa đang dẫn dắt chúng ta mà đang khóc lóc ầm ĩ thì không đúng rồi. Phải không ạ? Mình phải là người biết chắc mình đang đi đâu, và sự đắc thắng là thuộc về mình chứ. Đó là cách mà chúng ta phải rèn luyện cuộc sống của mình hôm nay. Cho nên tôi nói anh chị em có mấy cái điều như thế này để cho một người có thể dẫn được Chúa dẫn dắt. Thứ nhất là người đó phải là người kính sợ Chúa. Cái đầu tiên, cái đặt. Nếu anh không là người kính sợ Chúa thì anh đang trật ra khỏi con đường của Ngài. Thi Thiên 25 câu 12-13 chép thế này anh chị em. Bắt đầu bằng một câu hỏi: ai là người kính sợ Chúa? Ngài sẽ chỉ dạy người ấy con đường phải chọn. Linh hồn người ấy sẽ hưởng phước hạnh, con cháu người ấy sẽ thừa hưởng đất. Anh em thấy không ạ? Thế nào là người kính sợ Chúa nè? Kinh Thánh định nghĩa người kính sợ Chúa là người tránh xa điều ác. Giữa một cái thế giới đầy gian ác này, anh chị em sẵn sàng chịu thiệt chứ không phạm tội. Anh chị em sẵn sàng có thể bị khinh bỉ, khinh chê, loại bỏ chứ không sống chung và thỏa hiệp với tội lỗi. Khi anh em sống như vậy, quyết định đứng về phía Chúa như vậy, anh em đang tôn kính Ngài và Ngài sẽ dẫn dắt anh em. Tôi nói anh chị em rằng á, cái người sống kính sợ Chúa đó, mới đầu tưởng là bị thiệt nha, mới đầu tưởng là thiệt hại, nhưng mà cuối cùng là người được lợi nhất. Đó là người kính sợ Chúa. Em thấy Joseph đi chẳng hạn, anh chị em thấy Joseph ở trong Cựu Ước đó. Ông là một người kính sợ Chúa, ông không làm điều bậy bạ với vợ của chủ mình, và cuối cùng ông bị tống vô tù. Người ta nói rồi, xong cái thằng này rồi, mày sẽ tan đời ở trong đó rồi, dễ gì mà ra, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng cái người kính sợ Chúa thì hưởng phước hạnh. Đây Chúa nói nè, sau 2 năm thì sao anh chị em? Từ một tù nhân trở thành thủ tướng. Cái điều này chỉ có Chúa làm thôi chứ ai làm anh chị em, phải không ạ? Cho nên hãy kính sợ Ngài. Ngài sẽ dẫn anh em, chỉ cho anh em những con đường mình phải chọn, và chúng ta sẽ được phước. Điều thứ hai đó, như câu Kinh Thánh anh chị em vừa đọc, phải không ạ? Ngài sẽ dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực, và chỉ cho họ con đường cho người nhu mì. Vậy thì khiêm nhường nhu mì phải là hai đức tính tiếp theo. Người khiêm nhường là người gì? Biết lắng nghe.
Anh em đã bao giờ nói chuyện với người kiêu ngạo chưa? Nói câu trước câu sau là thấy hơi căng rồi đấy. Cái người kiêu ngạo là người không bao giờ nghe ai. Lúc nào tôi cũng đúng, tôi là số 1, anh biết gì mà nói. Đó là người kiêu ngạo. Cho nên Đức Chúa Trời sẽ không thể nào chỉ dạy con đường của Ngài cho người kiêu ngạo được. Vì nó nói rằng làm sao mà Chúa thông minh hơn tôi được, Chúa làm sao mà khôn hơn tôi được. Tôi là người khôn nhất nè, Chúa cổ lỗ sĩ rồi, phải không ạ? Không hợp thời rồi. Đó là người kiêu ngạo. Cho nên chúng ta cần phải khiêm nhường hạ mình. Và người nhu mì là người dễ uốn nắn, dễ thay đổi. Anh em phải dễ thay đổi. Đôi khi con người mình cũng hơi bảo thủ, cố chấp. Nhưng mình phải dễ thay đổi để Chúa dạy mình. Và điều thứ ba anh chị em, để cho Chúa dẫn dắt á, là người đó phải có lời của Chúa đầy dẫy trong lòng của mình. Vì Kinh Thánh chép rằng luật pháp của Đức Chúa Trời ở trong lòng người, bước người đi không hề siêu tỏ. Thi Thiên 37 câu 3. Thi Thiên 119 câu 105 thì chép: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Mày thấy không ạ? Nên anh em nhớ ha, cái đó là một cái mức độ rất thông thường của mọi con cái Ngài. Tuy nhiên đó, đây không phải là chủ đề chính mà tôi muốn chia sẻ cho anh chị em buổi sáng hôm nay. Những cái này anh chị em đã kinh nghiệm qua rồi. Là con cái của Đức Chúa Trời, Chúa luôn dẫn dắt mình đi đến sự bình an, đi đến những lợi lộc ân điển. Chúng ta vui mừng và hưởng lợi rất nhiều cho bản thân nhờ sự dẫn dắt của Chúa. Anh em có kinh nghiệm điều này chưa? Tôi đảm bảo anh chị em ngồi đây đều kinh nghiệm điều này ít nhất là một vài lần trong cuộc đời của mình. Chúa dẫn dắt và đem lại lợi cho bản thân của mình, dễ lắm, phải không ạ? Tuy nhiên chị em ạ, cái điều mà Đức Chúa Trời mong đợi ở mỗi chúng ta đó, không phải chúng ta mãi ở cấp độ là con cái của Ngài. Không phải ở cấp độ đó. Lúc nào cũng: Chúa ơi, đem lợi cho con, con phải được lợi cái gì đây? Đó, đó là cấp độ con cái, đúng không? Anh em để ý con mình ở trong nhà coi, khi mà nó còn nhỏ, nó ở trong nhà con, lúc nào nó cũng đòi hỏi hết đó. Cha mẹ đi làm công lưng, bán gần cả một mẫu ruộng, nó bảo mua iPhone 14 cho nó thì cũng phải mua thôi. Mà trong khi là bán cả mẫu ruộng, phải không ạ? Lúa thóc chất cả đống như này mới mua được cái iPhone bé tí bằng bàn tay. Lúc nào cũng đòi hỏi có những cái lợi lộc cho mình. Và Đức Chúa Trời Ngài yêu con cái Ngài và Ngài dẫn dắt, Ngài đáp ứng cho nó. Cấp độ con cái, Ngài luôn dẫn con cái Ngài đi vào những lợi ích. Tuy nhiên khi lớn lên ở cấp độ tôi tớ đó, thì chúng ta đôi khi lại nhận được những sự dẫn dắt của Chúa mà đầy khó chịu. Khó chịu lắm. Và dường như nó là một thiệt hại lớn cho bản thân, chứ chẳng thoải mái gì. Nhưng mà vẫn là sự dẫn dắt của Chúa. Dù vậy, tôi tớ là người đồng hành với Đức Chúa Trời để làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời trên đất này. Dù có thiệt hại, vinh hiển cho Chúa. Anh em thấy câu chuyện Chúa Giê-xu là biết rồi vậy. Tại sao Chúa Giê-xu phải nghe lời cha mình để chịu đóng đinh trên thập tử? Anh em tưởng đó không phải là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời à? Đó là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phải chịu đóng đinh, Chúa Giê-xu phải chịu đau đớn, Chúa Giê-xu phải chịu nhiều đau khổ cho bản thân. Nhưng đó là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng chén này cha đã ban, ta há chẳng uống sao? Xin cứu con khỏi giờ này, cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý cha. Anh em thấy không ạ? Có những sự dẫn dắt ở cấp độ tôi tớ khiến chúng ta đau đớn, nhưng Đức Chúa Trời được vinh danh. Đó là chủ đề tôi muốn nói hôm nay để nâng cấp đời sống chúng ta cũng như những anh em đang theo dõi. Đó. Bây giờ làm sao để chúng ta có thể đáp ứng với những sự dẫn dắt đặc biệt này? Thì tôi muốn lấy một câu chuyện ở trong Kinh Thánh để chúng ta cùng học với nhau ở đây. Mà cái nhân vật này ít ai giảng lắm. Hôm nay tôi có lẽ tôi giảng lần đầu tiên đây. Phải không ạ? Anh chị em biết Joseph phải không ạ? Joseph không phải Joseph Cựu Ước đâu. Còn một Joseph nữa. Joseph ai? Chồng của Mary. Hôm nay tôi sẽ giảng về Joseph chồng của Mary. Và cái người này ít ai giảng lắm. Bởi vì thấy ổng thường quá, nhắc có một đoạn xong rồi hết mất tiêu. Nhưng mà thực sự con người này rất quan trọng. Rất quan trọng. Nếu không có con người này thì nhiều rắc rối sẽ xảy ra. Nếu con người này không vâng lời Đức Chúa Trời dẫn dắt thì nhiều rắc rối sẽ xảy ra.
À, bây giờ tôi sẽ đọc anh chị em cùng để ý cùng tôi nha. Trong Matthew chương 1 câu 18 đến 25, chúng ta cùng học nhanh đoạn kinh thánh này để tìm hiểu làm thế nào để chúng ta có thể đáp ứng được sự dẫn dắt cao hơn của Chúa ở cấp độ một tôi tớ, ở cấp độ một người hầu việc Đức Chúa Trời, ở cấp độ một người mà quên thân mình để làm lợi cho vương quốc của Chúa. Chúng ta cần điều đó. Vương quốc của Chúa không chỉ cần những đứa con mà còn cần những tôi tớ, những người làm việc. Con thì thường nó hưởng thụ thôi. Hưởng thụ sướng lắm. À, nhưng mà nếu không có những tôi tớ làm việc thì vương quốc của Chúa dậm chân tại chỗ. À, chúng ta cần ha, giờ chúng ta cùng đọc ha. Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem đi để nhẹm. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán: Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi sanh một trai thì đặt tên là Giêsu. Amen. Đây là câu chuyện Giáng sinh mà chúng ta thường chia sẻ dịp Giáng sinh, nhưng ở đây chúng ta sẽ học một bài học khác. Và trước khi chia sẻ thì tôi để coi nào, tôi nhìn ai đó, tôi hỏi một người bất kỳ ở đây coi nào. Tôi hỏi người trường đây, trường nữa ha, thanh niên trẻ đẹp chưa vợ. Rồi, đưa cái mic cho trường. Ông mà hỏi thì phải để làm cho cái bài giảng nó sinh động thôi. Bây giờ một sư hỏi trường nè. Khi trường có người yêu, có người yêu chưa con? Dạ không chưa. Thôi bây giờ cứ tưởng tượng là con sẽ có người yêu, đúng không? Rồi. Thì bắt đầu việc tụi con kính sợ Chúa, thậm chí là chỉ đi uống cà phê cho thậm chí chưa nắm tay, đúng không? Chưa nắm tay nhau. Rồi. Sau đó thì chuẩn bị đến ngày cưới, cha mẹ đôi bên đã gặp gỡ rồi. Rồi. Thì đùng một cái, trước khi cưới đâu khoảng một tháng, người yêu con đến báo tin cho con: Anh ơi, em có thai rồi. Không, bây giờ hỏi thiệt con nha, con có quyết định tiếp tục cưới không? Nói thiệt, nói thiệt. Không, nói thiệt con. Dạ, nếu mà không chấp nhận Chúa thì con không có đồng ý cưới được. Dạ. Đó, cảm ơn con đã nói thật tấm lòng của mình. Rồi, xin mời con gọi xuống. Đây là tình huống rất thật trong cuộc đời. Bây giờ Joseph với Mary đính hôn, chưa ăn ở với nhau, chưa cầm tay nhau, chưa hôn nhau. Bây giờ đồng cái nghe tin rằng người vợ sắp cưới của mình có thai. Cái này hơi căng rồi nha. Rất căng thẳng luôn. Tôi nghĩ rằng Joseph đã nằm đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, cực kỳ căng thẳng. Tại sao và tại sao, tại sao? Rất khó quyết định. Và đêm hôm đó ông nằm mơ. Mà đây là chỉ nằm mơ thôi, chứ đâu phải là Chúa hiện ra cao ngời bảo hồng lấy Mary đi còn. Đâu có, đây nằm mơ. Nằm mơ và có một lời phán: Hãy cưới Mary, mặc dù nàng đang có thai. Tôi nghĩ rằng chỉ có một người gần gũi mật thiết với Đức Chúa Trời mới ra quyết định như Joseph. Anh em có amen với tôi không ạ? Còn ngồi ra không bao giờ. Khó vô cùng. Mà tôi nói với anh chị em, nếu như Joseph mà không chấp nhận điều này thì bào thai trong bụng của Mary gặp rắc rối rồi. Bởi vì anh em phải hiểu cái thời đó, người phụ nữ sống ở thời đó nếu là hoang thai đó, lập tức bị ném đá chết liền. Anh em nhớ câu chuyện người thiếu phụ mà bị bắt quả tang rồi gì? Đó, dẫn đến trước mặt Chúa và hỏi Chúa:
Bây giờ ném đá hay không ném đá, thấy chưa? Nó đi rình suốt đêm như thế để bắt. Tôi chia sẻ đây một lần rồi, rình suốt đêm để bắt đâu phải đơn giản đâu. Cái xã hội đó nó như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta nhận thấy Joseph đã được một sự dẫn dắt rất lạ lùng, là cần phải cưới Mary làm vợ trong khi biết chắc rằng cái thai trong bụng không phải của mình. Tôi gọi đây là sự vâng lời ở cấp độ một tôi tớ, chứ không phải con cái nữa. Con cái không ai chấp nhận cái này. Chúa ơi, cái này không có lợi cho con, thôi bye bye Chúa nha. Con gì cái gì cho tiền cho bạc, lấy cho cái này con không lấy. À, đây là cái chỗ như thế. Và rất nhiều những tiên tri tương tự như vậy trong Cựu Ước anh chị em à, chứ không phải chỉ riêng một mình Joseph đâu. Ví dụ như câu chuyện tương tự như vậy của tiên tri Ô-xê. Anh chị em đọc Ô-xê chương 1 câu 2 câu 3 sẽ thấy Đức Giê-va bắt đầu phán cùng Ô-xê. Đức Giê-va bảo người rằng hãy đi lấy một người vợ gian dâm và sinh con cái ngoại tình, vì đất này chỉ phạm tội tà dâm. Lìa bỏ Đức Giê-va. Vậy Ô-xê đi cưới Gô-mê con gái của Đíp-la-im, nàng chịu thai và sinh cho người một trai. Tôi hỏi tất cả những anh em chưa vợ ở đây, nếu Chúa bảo anh em đi lấy một cô gái đứng ở đường Lý Thường Kiệt kia, anh em nghĩ sao? Căng đấy, rất căng thẳng. Anh chị em, cho nên tôi gọi đây là sự vâng lời ở cấp độ tôi tớ. Và tiên tri Ô-xê không một lời bàn cãi, không một lời lý luận, lập tức ông đi cưới Gô-mê và sinh con với người phụ nữ gian dâm này, địa điểm này. Ô, đây là một chuyện rất là lớn. Câu hỏi là tại sao Chúa lại nhắm đến Joseph? Tại sao Chúa lại nhắm đến Ô-xê? Sao Ngài không chọn phán điều này cho người khác? Tôi cho rằng Đức Chúa Trời biết Joseph có phẩm hạnh của một tôi tớ. Đức Chúa Trời biết Ô-xê có phẩm hạnh của một tôi tớ. Đức Chúa Trời biết người nào và Ngài chọn người đó để hoàn thành kế hoạch của Ngài. Và anh em thấy, khi Joseph đã hoàn thành những điều mà Đức Chúa Trời sai phái, thì ông được đặt vào làm gia phả của con Đức Chúa Trời. Anh em thấy chưa? Anh em đọc gia phả đi trong Luca đó, thì Joseph có tên trong đó. Wow, đây là một vinh dự của thiên đàng. Một vinh dự của thiên đàng. Anh em tưởng đi, ngày sau khi thế giới tương lai hiện ra, con Đức Chúa Trời làm vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, cai trị toàn cõi vũ trụ này, thì tên của Joseph được nhắc đến là gia phả của đấng đó. Cho nên anh chị em, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói đến những phẩm hạnh nào. Làm thế nào mà Joseph và Ô-xê có thể dễ dàng chấp nhận một sự như thế này? Thật là vô cùng khó, nhưng nó thực sự đã diễn ra. Chúng ta hãy cùng xem xét nha, để chúng ta cùng nhau học bài học từ Joseph này. Điều đầu tiên tôi nhận ra, đó là Joseph có một tấm lòng vâng phục vô điều kiện với Đức Chúa Trời. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn. Đây là miêu tả chỉ có ở một người vâng phục vô điều kiện, tức là vâng phục tức thì, vâng phục mà không cần bàn với thịt và huyết. Vâng lời để dâng một phần mười nó còn dễ hơn rất là nhiều. Cái chuyện này anh chị em, vâng lời để được gieo và gặt thì nó dễ lắm, bởi vì mình còn có lợi, đúng không ạ? Nhưng vâng lời hay là vâng lời để đọc lời Chúa cầu nguyện mỗi buổi sáng cũng dễ, vì nó có lợi cho mình. Nhưng mà vâng lời mà không có lợi gì cả thì căng, đúng không ạ? Mình suy nghĩ liền. Ví dụ như ông Abraham đi, ông vâng lời để dâng đứa con một duy nhất của mình làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Đây là một sự vâng lời vô điều kiện, một vâng lời không toan tính với Đức Chúa Trời, một vâng lời mà không bao giờ nghĩ đến có lợi cho mình hay là có cái gì cho mình, có cả mạng sống mình. Đó là sự vâng lời. Cho nên vâng lời để cưới một cô gái đang mang thai mà biết chắc 100% đó thai đó không phải của mình là chuyện không phải ai cũng nghe theo được. Đó, đúng không chị? Vì vậy đây là thái độ vâng lời cần được rèn luyện và kiểm chứng qua thời gian và thử thách. Mỗi một chúng ta đang ngồi đây, nếu muốn làm người hầu việc Chúa, muốn làm người phục vụ Chúa, muốn làm một người có thể kết quả cho Chúa, thành công trong Chúa, ảnh hưởng được nhiều cuộc đời để Chúa sử dụng mình, anh chị em ạ,
phải học ở vâng lời ở cấp độ vô điều kiện. Cái này không phải một ngày một bữa đâu, nhưng Chúa sẽ thử và rèn chúng ta nếu chúng ta muốn. Tôi thấy có rất là nhiều người ngày hôm nay ai cũng muốn hết, tôi cũng muốn, Chúa ơi con muốn phục vụ Ngài, con muốn hầu việc Ngài, nhưng mà nói đến những điều như thế này thì tặc lưỡi lên, căng lại, tròn tròn mắt lên, thôi không được Chúa ơi, căng quá, phải không ạ? Ở trong Chúa nó có những cái điều kiện rất là khắc nghiệt để chúng ta có thể thành tôi tớ. Điều thứ hai tôi thấy ở Joseph là ông có lòng tha thứ vô điều kiện. Tại sao tôi nói điều này? Tha thứ có liên quan gì trong trường hợp này anh chị em? Tôi cho rằng là có, và rất ý nghĩa nữa. Bởi vì anh chị em nghĩ đi, Joseph có thể vâng lời vô điều kiện lấy Mary về làm vợ, nhưng nếu ông không có lòng tha thứ, ông sống được 2-3 ngày bắt đầu ông lèm bèm, phải không? Bắt đầu Mary đến bên cạnh thì ông đá ra cái đi ra chỗ khác, không muốn nhìn mặt, ví dụ thế. Nó có những cái điều kiện như thế. Nếu mà người đó không có lòng tha thứ, có thể chấp nhận, nhưng mà sẽ sinh ra những cay đắng, sinh ra những cái sự lầm bầm, sinh ra những cái sự không thỏa lòng xích mình. Đó mà. Cho nên nếu ông không lòng tha thứ thì Mary về sống với ông sẽ là địa ngục của trần gian trong chính gia đình của mình. Anh chị em để thấy hiện nay đó, mình nói đâu xa, có những anh hứa hẹn không ạ, ôi chấp nhận lấy anh đi, anh đảm bảo sẽ coi con anh như con em như con anh, nó anh yêu thương nó như con anh thôi mà, yên tâm đi mà, về rồi đó, lấy đinh đóng vô đầu đứa bé. Đọc báo thấy chưa? Đóng vô đầu. Đó là những cái điều mà, bởi vì sao, khi yêu thương thì khác, nhưng mà không có lòng tha thứ, không tha thứ được. Và khi mình không tha thứ được, mình sẽ sống trong địa ngục, mình sẽ sống trong sự xung đột, mình sẽ sống trong sự lèm bèm, mình sẽ sống trong sự vô phước. Nhưng Joseph khác anh chị em. Bằng chứng là gì đây? Tại sao tôi lại nói rằng Joseph có tấm lòng tha thứ vô điều kiện đối với Mary? Bằng chứng anh chị em đọc câu chuyện rằng ông đã hết sức nhẹ nhàng, chăm sóc hết sức chu đáo để đưa Mary đi đến cái nơi mà ghi sổ dân. Ngày đó Mary chuẩn bị sinh đẻ, ông đã chăm sóc tận tình Mary, đúng không ạ? Ông đã làm mọi điều để cho Mary được chu đáo và hài nhi được chu đáo. Đây là một sự vâng phục. Ông không nghĩ đến Mary hay con bé, đứa nhỏ hài nhi, ông nghĩ đến Đức Chúa Trời của ông. Ông làm theo điều mà Đức Chúa Trời dặn dắt ông. Đây là người có thể sống trong lòng tha thứ vô điều kiện. Anh em thấy mà. Cho nên chị em, là một tôi tớ của Đức Chúa Trời, là một người hầu việc Đức Chúa Trời, nếu anh chị em không học được tấm lòng tha thứ vô điều kiện, anh chị em sẽ ngã trong chức vụ của mình. Anh chị em sẽ trở nên cay đắng, đau đớn, và nhiều điều sẽ nói ra từ miệng của anh chị em mà không đáng nói. Bởi vì khi anh chị em phục vụ Đức Chúa Trời, anh chị em có nhiều kẻ thù lắm, rất nhiều, cực kỳ nhiều. Và nếu chúng ta không tha thứ, chúng ta không thể đứng vững trong chức vụ được. Điều thứ hai, thứ ba, tôi muốn nói Joseph có một tấm lòng rất đặc biệt. Đó là ông chấp nhận ai đó dường như đang lừa dối và gian lận mình. Chấp nhận. Chấp nhận. Ông chấp nhận hết. Đúng không ạ? Lẽ nào Satan nó sẽ không đến nó thì thầm với Joseph, đúng không ạ? Khi cưới về rồi, được 2 tháng sau vẫn hạn, Satan lẽ nào nó không đến, nó sẽ đến nó nói với Joseph, thì thầm vô lỗ tai này, người cả chắc không đó. Nó nói thế, nó nói nó giống như nãy người anh em chúng ta vừa chia sẻ xong đó, rõ ràng là tiếng phán từ trời nói Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời đẹp lòng ta mọi đường, nhưng mà nó đến nó thì thầm nó nói chắc không đó. Nếu chắc á, muốn biết chắc là biến đá thành bánh đi, phải không ạ? Cho nên tôi tin rằng và tôi cho rằng Satan nó sẽ đến với Joseph và nó thì thầm vào lỗ tai Joseph, người có chắc không, hay là người chim bao nhầm?
Chim bao nhầm là hơi căng, không ạ? Không ạ, chim bao nhầm là không được. Và điều gì nó sẽ nói với Joseph như thế này: điều gì đảm bảo Mary, vợ ngươi không đang lừa dối và gian lận ngươi? Điều gì nào? Điều gì đảm bảo nào? Chả điều gì cả. Và có thể nếu Joseph không là người chấp nhận mọi thứ thì Joseph bắt đầu hoang mang, suy nghĩ lại, không ạ? Mà lúc đó là căng rồi, lúc đó căng rồi đó, không ạ? Khi bạn quyết định vâng phục Chúa và nghe theo những mệnh lệnh rất bất thường, bất lợi, phi lý, hoặc nghe Chúa để tin tưởng ai đó mà không có bằng chứng rõ ràng, thì cái câu hỏi như tôi vừa nói đó thì Satan nó sẽ sử dụng trong quá trình hầu vị Chúa. Chúa có thể cảm động anh em chị em tin một ai đó, tin một ai đó trong chức vụ, trong công việc, đồng công làm việc cùng nhau, anh chị em tin một ai đó mà không có bằng chứng gì để tin đó, mà thậm chí dường như là có một số điều đáng nghi ngờ nữa, một số điều theo cái logic tâm trí là không nên tin, nhưng mà Chúa vẫn đặt vào lòng anh chị em rằng hãy tin người đó. Anh chị em có dám làm không? Cái logic của mình đôi khi á, nó phá hủy công việc của Đức Chúa Trời. Vì chỉ có Chúa mới biết 100% sự thật, còn chúng ta đâu biết, không ạ? Cho nên ở đây chúng ta thấy nè, Joseph ông đã chấp nhận tất cả. Khi Satan nói có thể đây là câu trả lời của ông sẽ trả lời như thế này đối với Satan: Satan, mày nói thế thì nói thế, ta nghe đấy, nhưng mà nếu đã như thế thì đã sao, không ạ? Nếu sự việc nó xảy ra thật như thế thì đã sao? Thật là Mary lừa dối ta, thật là Mary đang gian lận với ta thì đã sao? Joseph sẵn sàng chấp nhận mọi lừa dối gian lận của người khác, sẵn sàng. Vấn đề là lòng ông tập trung vào Chúa, chứ không, ông không tập trung vào con người hay hoàn cảnh. Cái điều quan trọng với ông ở đây là Chúa muốn gì và Chúa đang nói gì, chứ không phải người ta. Anh chị em ơi, mình phải học cách này khi chúng ta phục vụ Chúa. Đây quả thật là một tôi tớ. Ở chỗ này tôi chợt hiểu ra là tại sao một người luôn đầy dẫy Thánh Linh như Phao-lô đôi khi vẫn thốt lên. Ông thốt lên như thế này, anh chị em đọc ở trong Cô-rinh-tô 2 chương 11 câu 26 sẽ thấy. Đôi khi ông thốt lên thế này: lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, và nguy với anh em giả dối. Anh em đọc đi. Tại sao một người đầy dẫy Thánh Linh, một người có thần dẫn dắt, một người mà phải nói là Chúa luôn hành động một cách rõ ràng, mà ông nói có những lúc ông nguy với những anh em giả dối? Bởi vì ông vâng phục Chúa và ông tin tưởng. Rất đơn giản thôi thật. Ông chấp nhận tất cả. Ông có thể thối thác, nhưng Chúa muốn thì ông cứ vâng lời, dù biết có thể là nguy hiểm và bị lừa dối gian lận. Anh em nhớ câu chuyện Phao-lô không? Ông chuẩn bị đi lên thành Jerusalem. Một ông tiên tri Abagut gì đó rút cái thắt lưng ra và trói lại, và nói: ông Phao-lô, Chúa Thánh Linh phán ông lên Jerusalem, người ta sẽ trói ông như thế này, ông sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Phao-lô nói sao anh chị em? Anh em làm gì mà cho đau lòng tôi? Anh em làm chi như thế cho đau lòng tôi? Hôm nay tôi quyết định vâng phục Đức Chúa Trời, lên Jerusalem để làm chứng cho Chúa Giêsu, dù tôi phải chết. Anh em thấy chưa? Có những sự vâng lời không phải chỉ lời cho mình, nhưng có những sự vâng lời mà chỉ chăm vào làm vinh danh của Chúa. Đó là cấp độ tôi tớ. Anh chị em ạ, bất chấp tất cả, kể miễn sao tôi làm điều Chúa muốn, miễn sao tôi vâng theo điều Chúa nói. Amen chị em. Điều thứ hai, ba, điều tiếp theo thứ tư là ông Joseph, ông sẵn lòng vui vẻ đón nhận những hoàn cảnh không lý tưởng. Sẵn lòng, đây là chỗ anh chị em phải ghi nhận nữa. Một người phục vụ Đức Chúa Trời, Joseph hoàn toàn ông có quyền để có một người vợ và một đêm tân hôn lý tưởng như bao thanh niên khác. Anh chị em amen với tôi điểm này không? Có quyền chứ, đúng không ạ? Tuy nhiên ông chấp nhận làm đám cưới với Mary là người đã có thai. Và anh em để ý câu chuyện này, và không hề ăn ở cho đến khi người sanh một trai. Anh em có để ý lời Chúa không? Tôi hỏi tất cả những thanh niên ở đây, cưới vợ về mà không ăn ở 9 tháng được không? Căng đấy.
Phải không ạ? Rất căng thẳng đó, không, mình nói thiệt điều đó mà. Cưới Mary về và không ăn ở cho đến khi sanh một ra. Anh em tưởng tượng đi, Joseph kính sợ Chúa như thế nào, Joseph vâng phục Chúa như thế nào, Joseph đầu phục hoàn toàn cuộc đời mình cho Chúa như thế nào, để ông được ghi vào gia phả của Chúa Giêsu. Cho nên ở đây chúng ta thấy ông vui lòng đón nhận cái hoàn cảnh không tiện nghi và thiệt thòi cho mình. Đây là một cái phẩm hạnh mà cần có để bước đi theo Chúa ở một cấp độ cao hơn thường bàn chị. Anh em có cái nhà đẹp, tiện nghi, rất ok. Nhưng Chúa có thể đến nói với anh chị em: con, dâng cái phòng này để làm phòng nhóm thờ phượng ta, còn con ở trong cái góc kia, ok chưa? Đấy, anh em nói không sao như thế được Chúa, nhà con phải ở chứ. Thế thì anh em vẫn là con, nhưng mà anh em nói sẵn lòng: Chúa, con ở trong góc kia 2 mét vuông thôi, còn cái này rộng thênh thang này để hội thánh nhóm Chúa, đó là tôi tớ. Amen chưa anh chị? Tôi tớ chấp nhận những hoàn cảnh không lý tưởng. Tôi tớ chấp nhận chỉ để làm đẹp lòng ông chủ của mình. Tôi tớ là người mà đón nhận những thiệt thòi, đón nhận những bất tiện, đón nhận những cái không tiện nghi. Tiếp theo anh chị em, ông sẵn lòng đón nhận sự dè biểu, mễ mai, khinh bỉ trong mắt người đời. Chắc chắn rồi, bạn bè của ông sẽ nói ngay, đúng không ạ? Joseph ơi là Joseph, sao mày ngu thế? Ta chưa thấy một thanh niên nào ngu như mày. Đẹp trai người ngơ như thế này, thiếu gì đứa ngồi kia? Tại sao đi lấy Marie mà đang có thai thế kia? Đó mà, ôi thôi rồi luôn, thôi rồi luôn. Nhưng mà ông chấp nhận, bởi ông biết ông là ai, ông đang làm gì và ai là đấng chủ tể của ông. Anh chị em ơi, sống ở đời này, khi anh chị em bắt đầu phục vụ Đức Chúa Trời, có thể gia đình anh chị em sẽ nói: sao con ngu quá, con đi theo Chúa Giêsu con được cái gì, con hầu việc Chúa Giêsu con được cái gì, con bỏ công bỏ việc bỏ thời giờ con được cái gì. Người ta sẽ nói mình ngu, người ta sẽ nói mình điên, người ta sẽ nói mình không thực tế. Người ta, người thân, người nhà bắt đầu là nói: thôi này chắc là cho đi Biên Hòa sớm, ví dụ thế. Nhưng nếu anh chị em thực sự là người tôi tớ của Đức Chúa Trời, anh chị em vui lòng chấp nhận mọi sự dè biểu và khinh bỉ đó, để chúng ta làm đẹp lòng Chúa. Cái này nhiều lắm, tôi biết mà. Rất là nhiều người chịu những cái cảnh như thế này, khi mà người thân, người đời, người ta không hiểu mình và người ta nói. Và cuối cùng anh chị em à, điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cho anh em một tính chất của Joseph, đó là ông sẵn sàng sống cho mục đích cao hơn của Đức Chúa Trời. Anh em tính toán đây ha, Joseph là một thanh niên đẹp trai, có tương lai, có thể có một gia đình êm ấm, có thể có những đàn con tuyệt vời của mình, có thể chọn lựa hạnh phúc, lối đi, lối sống của mình. Tuy nhiên, ông bỏ tất cả. Ông sống cho mục đích của Đức Chúa Trời. Ông không chọn sống an nhàn. Ông không chọn sống an nhàn cho mình, nhưng ông sống cho mục đích Chúa. Anh em nghĩ nè, một thanh niên như Joseph, tự nhiên sinh đứa con xong cái là phải lưu vong ở Ai Cập. Anh em nhớ câu chuyện không? Herod nó dí chạy phải lưu vong. Đó, lưu vong. Bế hài nhi bỏ trốn, không là nó giết. Bây giờ anh em tưởng tượng đi, gia đình trẻ đúng không ạ? Sống một mình, yên ổn làm ăn để nuôi gia đình mình đã khó rồi, bây giờ còn bị truy sát nữa, rồi lưu vong nữa, thì hỏi cho nó khó khăn giường nào. Tôi nghĩ gia đình của Marie Joseph thời lúc bây giờ cực kỳ khó khăn, cực kỳ nan giải luôn. Để giữ được hạnh phúc gia đình, để giữ được cái êm ấm trong gia đình, để giữ được cái này, thì Joseph phải là người có khải tượng và biết mục đích của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình mới giữ được. Không đơn giản, phải không? Ông trốn tránh khi chấp nhận lấy Marie. Khi con trẻ sinh ra là nguy hiểm ập đến, nguy hiểm ập đến, không một ngày bình yên. Anh chị em tưởng tượng đấy. Cho nên tôi nói với anh chị em, khi anh chị em chấp nhận đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời, có thể sự truy sát sẽ đến, sự ruồng bỏ sẽ đến, sự mắng nhiếc sẽ đến, không ạ, sự hiểu lầm sẽ đến, sự bắt bớ có thể sẽ đến, đủ kiểu hết. Nhưng anh em ơi, chị em ơi, hãy chấp nhận để sống cho mục đích của Đức Chúa Trời.
Đó là cách Chúa nâng chúng ta. Cho nên tóm lại, qua câu chuyện của Joseph hôm nay, tôi muốn khích lệ đến hội thánh cùng tất cả những anh em trên bài tìm này. Nếu chúng ta không dấn thân mình để phục vụ Chúa, thì vương quốc của Đức Chúa Trời làm sao có thể mở rộng? Tin lành làm sao có thể đến được với những con người đang đau khổ kia? Nếu ai cũng lo nghĩ cho bản thân mình hết, thì ai là người sẽ nghĩ cho lợi ích của Chúa Giê-xu? Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi mỗi một con cái Chúa hãy nâng cấp mình lên, từ con cái trở thành một tôi tớ. Vì điều đó có lợi cho vương quốc của Chúa. Vì điều đó là phần thưởng cho anh em trong ngày tương lai. Chúng ta phục vụ Chúa không phải phần thưởng ở đời này. Chúng ta hầu việc Chúa bởi vì khi Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ đem phần thưởng đến cho chúng ta. Đó là hy vọng, đó là niềm chờ đợi của chúng ta, đó là sự vui mừng của chúng ta. Chúng ta chịu tất cả như Joseph, chúng ta vâng phục vô điều kiện, tha thứ vô điều kiện, phải không? Chấp nhận lừa dối, chấp nhận ai đó lường gạt mình, chấp nhận mọi thiệt thòi bất tiện, chấp nhận bị người đời dè biểu khinh khi, sẵn sàng để đón nhận mọi thứ không có lợi trong cuộc đời này, chỉ để một điều rằng Chúa ơi, con sống cho mục đích của Ngài. Anh chị em có amen với điều đó không ạ? Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Xin Chúa nâng cấp chúng ta, xin Chúa nâng cấp chúng ta. Ngày hôm nay đó, có một số những cái tư tưởng rằng hầu việc Chúa lợi lắm, ô hầu việc Chúa sướng lắm, hầu việc Chúa là con cũng như giống như làm quan vậy đó. Ai mà được đưa lên chức vụ mà chủ tịch hay là mục sư trưởng hay là gì đó là thôi tôi lên chức rồi, làm quan rồi. Anh chị em ơi, ngược lại mới đúng. Nếu là một tôi tớ thật sự thì khổ vô cùng. Chúng ta chịu thiệt thòi vô cùng. Chúng ta có thể phục vụ Ngài mà không được phép nghỉ một ngày, không được phép thảnh thơi, không được phép đi du lịch với gia đình của mình, bởi vì có những con người đang đau khổ cần được giúp đỡ. Anh chị em à, Chúa muốn những tôi tớ như thế. Những con người đó, tôi tin xác với một điều rằng Ngài sẽ tưởng thưởng xứng đáng khi Ngài quay trở lại. Và hội thánh của Chúa cần những tấm lòng như vậy. Những tấm lòng như Joseph, những tấm lòng vâng phục, những tấm lòng tha thứ, những tấm lòng chịu tất cả mọi thứ để cho ý muốn của Đức Chúa Trời được nên trên đất này. Anh em ơi, hãy sống điều đó. Vì tôi tin xác với một điều rằng đất nước chúng ta, 98 triệu người Việt Nam chúng ta, đã đến lúc phải được Đức Chúa Trời thăm viếng. Đã đến lúc rồi. Cơ hội không có nhiều, cơ hội không có nhiều. Cơn gió thổi qua và cơn gió sẽ đi. Anh chị em thấy mà, gió Thánh Linh thổi từ đâu mình không biết, gió muốn đi đâu mình cũng không cản được. Nhưng mà tôi nói với anh chị em một điều rằng hãy để ý lời của Đức Chúa Trời. Thánh Linh như gió, gió sẽ thổi qua và nó sẽ đi. Không bao giờ gió ngừng lại một chỗ. Cơn phấn hưng tâm linh sẽ đến trên dân tộc chúng ta, nhưng rồi nó sẽ qua. Nếu chúng ta không chớp lấy thời cơ, nếu chúng ta không nắm lấy cơ hội này để giảng phúc âm, để xây dựng hội thánh, để rao truyền cho nhiều người được cứu, để làm hết sức mình cùng với Thánh Linh của Ngài, thì lúc nào nữa thưa anh chị em? Lúc này là lúc dân tộc chúng ta phải được cứu. Amen. Tôi kết lại, tất cả chúng ta hãy đứng dậy, chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có tấm lòng của một tôi tớ như tôi đã chia sẻ. Và sự dẫn dắt này, sự dẫn dắt của Chúa này, tuy rằng có thể nó đem lại thiệt hại cho anh em, nhưng tôi nói như lời của Đức Chúa Trời nói, anh xem sẽ được lợi gấp vạn lần hơn trong khi Chúa Giê-xu tái lập. Đó là phần thưởng của chúng ta. Ngài sẽ làm cho chúng ta được nhắc lên. Quyền năng của Ngài sẽ cặp theo chúng ta để cho vững vàng chức vụ của mình. Anh chị em yên tâm đi. Tôi đã nói rồi, nếu chúng ta thực sự làm việc với Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ cung ứng, Ngài sẽ bảo vệ, Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước chúng ta để dọn đường cho chúng ta.
Joseph đã vâng phục Đức Chúa Trời vô điều kiện. Herod đã truy sát gia đình Joseph, nhưng ông vẫn sống và con Đức Chúa Trời vẫn hoàn thành sứ mạng của Ngài. Đó là điều mà chúng ta nhìn thấy, không ai có thể chống cự chúng ta được. Anh em ơi, hãy đứng trước mặt Chúa giờ này. Và tôi muốn cả hội thánh chúng ta hãy hướng lòng về Ngài. Những tôi tớ của Đức Chúa Trời hướng lòng về Ngài. Và hãy thưa với Ngài rằng, hôm nay con quyết định để đổ cuộc đời con ra cho Ngài. Những năm tháng còn lại của cuộc đời con phó dâng cho Ngài. Tuổi trẻ của con phó dâng cho Ngài. Tri thức của con phó dâng cho Ngài. Tài năng của con phó dâng cho Ngài. Con muốn hội thánh cầu nguyện. Chúa ơi, con muốn được làm việc cùng Ngài giờ này. Hội thánh ơi, hãy dâng cuộc đời mình như một của tế lễ trước mặt Chúa, một của lễ thơm trước mặt Ngài, bởi lòng vâng phục, bởi lòng tha thứ, bởi sự chấp nhận mọi hoàn cảnh bất tiện không tiện nghi, chấp nhận người đời, chấp nhận người thân dè biểu khinh khi. Nhưng tôi muốn anh chị em hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con quyết định sống cho mục đích của Ngài. Con quyết định, Chúa ơi, ngày hôm nay hãy đón nhận của lễ từ tấm lòng con. Hãy cầu nguyện thưa hội thánh. Hãy cầu nguyện thưa hội thánh. Tôi nói rằng Đức Chúa Trời Ngài đang nghe và Ngài đang nhìn thấy những lời hứa nguyện, những sự dốc độ của anh chị em trời. Ngài đón nhận nó, Ngài sẽ chọn lựa nó, Ngài sẽ thử luyện nó, Ngài sẽ thử thách nó. Và anh chị em sẽ được nâng cấp trong thời giờ này, trong danh của Chúa Giêsu quyền mạnh. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Cầu nguyện thưa hội thánh. Cầu nguyện thưa hội thánh. Cầu nguyện thưa hội thánh. Chúa Thánh Linh cũng nhắc vào lòng tôi rằng, nếu có những anh chị em đã từng bị tổn thương khi phục vụ Chúa đang ở đây, thì hôm nay hãy học Joseph. Hãy tha thứ đi. Hãy tha thứ vô điều kiện đi. Tha thứ cho mục sư, cho truyền đạo, cho chấp sự, cho người lãnh đạo của mình. Hãy tha thứ cho những va chạm nào đó mà anh em đã từng phải vướng phải. Hãy học tập Joseph hôm nay đi, để phục hồi lại tấm lòng của anh chị. Tôi cầu nguyện giờ này, lạy Chúa, lạy Chúa hãy giúp đỡ dân sự của Ngài để trở thành tôi tớ, để nhiều hơn những tôi tớ trong vương quốc của Ngài. Chúa, con cầu nguyện. Ôi Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền. Tiếp tục đây chị, tiếp tục nào, trong danh Chúa Giêsu quyền. Oh hallelujah, hallelujah Chúa. Hallelujah. Tiếp tục đây anh chị em. Chúa nhắc tôi lại một lần nữa để nói anh chị em rằng, nếu anh chị em đang đứng ở đây đã có những tấm lòng bị thất vọng, bị đụng chạm, bị tổn thương, bị cay đắng trong lúc hầu việc Ngài, trong lúc anh em nỗ lực để phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng thay vào đó anh chị em nhận được đó là những sự tổn thương đau đớn, thì tôi nói anh chị em hôm nay hãy nói với Chúa, Chúa ơi, con quyết định tha thứ vô điều kiện như Joseph, để con có thể vui vẻ với Ngài, vui vẻ vì những điều Ngài giao phó cho cuộc đời của con. Chúa ơi, giúp con, giúp con, trong danh của Giêsu quyền năng con cầu nguyện, để một linh tha thứ đến và đầy dậy tấm lòng của anh chị em giờ này. Cầu nguyện đến chị em, mỗi một chúng ta hãy hướng lòng về Ngài. Anh em hãy thưa với Ngài rằng, Chúa ơi, biến tôi thành tôi tới như Joseph. Có một số điều có thể bất lợi cho con, nhưng có lợi cho Chúa. Con là tôi tớ chỉ muốn làm đẹp lòng Ngài, là chủ nhân của con. Đức Chúa Trời ơi, hãy đến thăm viếng, thăm viếng, thăm viếng, thăm viếng. Chúa ơi, con cầu nguyện Ngài đến thăm viếng dân sự của Ngài giờ này. Ngài đến nâng đỡ dân sự của Ngài giờ này. Ngài đến nói với dân sự của Ngài rằng, Ngài chọn và lựa
Ngài sai dân sự của Ngài đi để kết quả cho Ngài. Oh hallelujah, hallelujah. Con cầu nguyện. Con cầu nguyện. Những anh chị em trên livestream hãy cầu nguyện với tôi. Hãy quyết định hôm nay để anh em nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con là một tôi tớ của Ngài. Hãy chuẩn bị tấm lòng con cho vương quốc của Ngài, Chúa. Giúp con vâng phục Chúa, giúp con tha thứ, giúp con chịu những bất tiện ở đời này, Chúa. Giúp con chịu những thiệt thòi ở đời này, Chúa. Hãy giúp con chỉ nhìn chăm vào Ngài và ý muốn của Ngài, Chúa. Giúp con, Chúa ơi, sống cả đời cho mục đích của Ngài. Anh em hãy cầu nguyện. Mọi người trên mạng, trên hội trường hãy cầu nguyện. Và tôi nói rằng Chúa Thánh Linh bắt đầu kêu gọi anh em. Chúa Thánh Linh bắt đầu giáng xuống trên anh em. Chúa Thánh Linh bắt đầu đậu trên anh em. Chúa Thánh Linh chạm tấm lòng anh em, để anh em có thể như Joseph, để anh em có thể trở thành như Joseph. Chúa ơi, một thanh niên sống đẹp lòng Ngài, một thanh niên để đem Chúa Giêsu vào trong thế gian này. Anh em hãy nói trước mặt Chúa, anh em hãy nói trước mặt Đức Chúa Trời: hôm nay con quyết định là người đem Chúa Giêsu vào thế giới này. Con muốn giới thiệu Chúa Giêsu cho thế giới này. Con muốn bảo vệ và nuôi dưỡng một Chúa Giêsu đầy quyền năng cho thế giới này. Con là Joseph thuộc linh của Ngài, Chúa ơi. Anh em hãy nói với Chúa điều đó. Anh em hãy nói với Chúa điều đó. Anh em hãy nói: Chúa ơi, con quyết định con là một Joseph thuộc linh của Ngài hôm nay, để con đem Chúa Giêsu vào trong thế giới này. Con đem Chúa Giêsu làm thành nguồn cứu rỗi cho thế giới này, để Chúa Giêsu có thể lớn lên, Chúa Giêsu có thể được bảo vệ, Chúa Giêsu có thể trưởng thành qua đời sống của con. Và đến ngày Chúa Giêsu sẽ phục vụ thế giới này qua con. Oh hallelujah, con là Joseph thuộc linh của Ngài. Con là Joseph thuộc linh của Ngài, Chúa ơi. Con là Joseph thuộc linh của Ngài, Chúa ơi. Hallelujah, anh em hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Mỗi một người hãy cầu nguyện. Mỗi một người hãy cầu nguyện. Oh Thánh Linh ơi, hãy thăm viếng dân sự của Ngài. Oh Thánh Linh ơi, hãy thăm viếng dân sự của Ngài. Hallelujah. Oh hallelujah. 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 Trong đất tin, giang chúa.
là đấng mà chúng con đang phụng sự. Chúng con tạ ơn Ngài để lời hứa nguyện của môi miệng chúng con được thành trong đời của mình. Đức Chúa Trời ơi, con cầu nguyện để hội thánh nhà muôn dân của Chúa và nhiều hội thánh khác được nâng tầm lên như một tôi tớ phục vụ Ngài, phục vụ vì lợi ích của Đức Chúa Trời, không phải vì tiện nghi của chúng con. Đức Chúa Trời ơi, chính như Chúa Giêsu Ngài đã nói, con người đã đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng phó thân mình để làm giá chuộc nhiều người. Đức Chúa Trời ơi, con cầu nguyện để tinh thần đó được thấm đẫm trong lòng vật sự sống của chúng con. Lối sống của chúng con phải là một lối sống tận hiến và sự hy sinh, lạy Chúa, để cho danh Ngài được lan truyền và lợi ích của Ngài được tôn cao. Chúa Giêsu ơi, con cầu nguyện ngay giờ phút này, Ngài đến bởi Thánh Linh, Ngài chữa lành tất cả những tấm lòng cần chữa lành tại nơi này. Tôi đang nghe Đức Thánh Linh nói trong lòng rằng có những tấm lòng ở đây không thể tin tưởng tiếp tục được nữa vì những sự vấp phạm trong quá khứ. Anh em không còn nhiệt huyết để phó dâng cuộc đời mình để phục vụ cho Đức Chúa Trời. Bởi anh em đã bị lừa dối, anh em đã bị thất vọng, anh em đã bị tổn thương. Hãy nhớ lại cuộc đời của mình. Tôi nói rằng ngay giờ này Đức Thánh Linh sẽ đến trên những anh chị em đó, và Ngài là đấng chữa lành. Ngài là đấng chữa lành. Chạm họ Chúa. Chạm Chúa. Ngài là đấng an ủi Chúa. Họ vẫn nhìn vào sự tốt đẹp của Ngài trong buổi sáng hôm nay. Tôi giải phóng linh hồn anh em khỏi mọi tà linh của sự nghi ngờ và trói buộc. Tôi giải phóng linh hồn anh chị em khỏi mọi sự thất vọng và tuyệt vọng trong quá khứ. Tôi giải phóng linh hồn anh em khỏi mọi sự vấp phạm trong quá khứ. Mọi tà linh trói buộc sợi dây đó phải rơi khỏi cuộc đời anh em giờ này. Tự do. Tôi tuyên bố một sự tự do. Tự do. Và linh hồn anh em sẽ như mới giờ này. Như mới. Chúng ta tiếp tục để lắng nghe Thánh Linh của Ngài, lắng nghe sự chữa lành nâng đỡ của Ngài. Nguyện cầu Thánh Linh Ngài dậy đầy lòng con. Lòng này cần Thánh Linh cha ban cho quyền năng. Và lòng nguyện cầu Thánh Linh Ngài luôn là suy ngẫm nơi lòng con. Mỗi ngày lòng con tìm gặp và yêu Ngài hơn. Nguyện cầu Thánh Linh Ngài dậy đầy lòng con. Lòng Thánh Linh Cha ban cho quyền năng. Và lòng nguyện cầu Thánh Linh Ngài luôn làm say đắm nơi lòng con. Mỗi ngày cần khi gặp và yêu Ngài hơn. Con luôn cao ngã Chúa, nguyện xin nhân cha cuộc đời con. Chẳng còn mà khiến con gần chân, đổi thay tâm con nên tươi mới. Chẳng đời đau xây cho lòng con, nơi con được Thánh Linh Cha dậy đầy. Nguyện thờ cùng cha vẫn còn cả linh hồn này. Và con luôn cao ngát Chúa, nguyện xin dân cha cuộc đời con. Nguyện thờ mà biết đâu dân cha.
vâng nha. Chẳng thương và khiến con gần cha. Đời đây dần cơm nên tươi mới thấy. Chẳng người đau xanh cho lòng con. Người con được thanh minh cha dạy này. Nguyện thơ vương cha. Nhiều con cái của Chúa, con cái của ta ở đây. Chúa nhắc nhở tôi rằng anh chị em thường tự hỏi làm sao tôi có thể nghe được tiếng của Chúa để mà vâng lời. Và tôi thấy lời của Chúa nhắc rằng chiên ta ắt sẽ nghe tiếng ta. Có điều là anh chị em có thật sự vâng theo lời phán của Ngài không? Buổi sáng nay tôi cậy ơn của Chúa. Tôi cầu nguyện để tất cả những lỗ tai thuộc linh của anh chị em ở nơi này sẽ mở ra với một tấm lòng vâng phục. Anh chị em sẽ bắt đầu ngồi xuống và lắng nghe được tiếng của Thánh Linh. Tất cả chúng ta hướng linh hồn mình về Ngài một cách nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng. Đây là điều mà chúng ta cần làm. Chúa không nói bằng âm thanh, Ngài nói qua linh của chúng ta. Tôi cầu nguyện ngay giờ này, những ai muốn nghe, những ai muốn vâng phục ý muốn của Ngài chắc chắn sẽ nghe tiếng Chúa phán. Cha ơi, con cầu nguyện cho những anh em con trong khán phòng này, cũng như tất cả anh em con đang theo dõi trên live stream. Ngài nói rằng chiên của Ngài sẽ nghe tiếng của Ngài. Lạy Chúa, tất cả chúng con đều khát khao để nghe được tiếng phán của Ngài. Đức Thánh Linh ơi, Ngài nói rằng khi Ngài đến, Ngài sẽ dẫn mọi con cái Ngài vào mọi lẽ thật. Ngài sẽ chỉ cho con cái Ngài những sự tương lai sẽ xảy đến. Ngài bây giờ con cầu nguyện Đức Thánh Linh ơi, hãy đến trên từng người, hãy chạm vào linh hồn của họ, hãy chạm vào từng người giờ này Thánh Linh ơi, và khai phóng quyền năng của Ngài để mở tai thuộc linh. Và mỗi một người đang ngồi đây cũng như trên live stream sẽ bắt đầu nghe được tiếng của Chúa. Có thể đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của họ, nhưng Chúa ơi, đây sẽ là lần quyết định cho sự kêu gọi của Ngài. Đức Thánh Linh ơi, con tin điều đó. Hãy nói cho dân sự của Ngài. Anh chị em bắt đầu nghe. Mỗi một người đang nghe, đang nghe tiếng nói trong lòng của mình, đang nghe tiếng nói trong lòng của mình trên nhiều vấn đề anh chị em đang quan tâm. Chúa ơi, con tạ ơn Ngài. Tôi sẽ im lặng một phút để anh chị em nghe tiếng của Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.